Ngon mà cái này ngon đấy. Chỉ là mấy cái ông hay uống rượu ấy, khéo mua mua cái loại này về để nhâm nhi hàng ngày lại tốt cho sức khỏe. Nói đùa chứ tôi chả cảm giác gì cả. Đây, tôi vừa sắp hết đến nơi. Có ông thần ông chúa nào về phụ hộ trì cho tôi đi. Làm ngụm nữa gọi cho cảm giác nó phê. Ngon, bây giờ uống vào thành ngon rồi các bạn ạ. Đây, tôi đã thử. Khéo phải thử hết cho các bạn mới tin mình biết nhỉ. Hơi cay, nó có vị. Uống cái nước này vào nó có vị ngọt này. Cay, nó cay nó không cay như rượu. Nó cay kiểu như là cũng không phải là vị của ớt, cay cái lồng cái não ấy. Chắc là vào hội này mấy ông bà là được uống nhiều quá nên say nó giả đảo là nghe theo, còn mình uống ở nhà ấy. Đây. Bạn vừa nhìn thấy mình uống đã hết rồi đấy, đây, còn một tí ấy. Và không có cảm giác gì cả, chứng tỏ là nếu mà mình nghi ngờ cái đấy ở cái hội này nó chỉ là dùng một cái kiểu như là ở trên vùng dân tộc ấy, người ta có cái một cái gọi là tà ấy. tà bùa bùa ngải ấy, đấy các thứ ấy. Mình nghe nói mình hôm nay mình được phòng ông bạn nghe nói bảo là muốn vào hội đấy thì là phải cung cấp tên này, ngày tháng năm sinh này, và đến đấy thuyết giảng là phải uống một là phải cắt một ít máu ở đầu ngón tay cho vào trong cái nước này và bắt đầu uống. Thì mình nghĩ là nếu mà cắt máu mà dùng ngày tháng năm sinh thì mình nghĩ nó là tà thuật đấy. Mình đoán đấy, nhưng mà mình về mình uống hết cái nước này mà không cắt máu con mủng thì là mình thấy bình thường đấy. Mình đã uống lắm rồi, mình mua được cái chất lọ đấy đấy. Anh em nào muốn uống thì tôi vẫn còn đấy, bảo tôi liên hệ với tôi nha. Tôi ship rồi đấy.